sẽ tiếp tục gặp nhau video tiếp theo của chương trình CMO chuyên đề về Trade Marketing phần thứ 3. Trong cái phần này thì tôi sẽ trình bày với các anh chị các bạn kỹ thuật trưng bày của điểm bán, một số những cái lời khuyên nho nhỏ thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ phải trưng bày ở điểm bán thì trưng bày cái gì? Quan trọng nhất đấy là biển hiệu, đúng không ạ? Từ ngoài vào trong thì sẽ có biển hiệu, sẽ có phần cửa sổ, cửa hàng, cửa ra vào. Sau đó vào bên trong thì sẽ có phần trưng bày hàng hóa, bày biện hàng hóa, đúng không ạ? Kết hợp với các cái con mannequin nếu có, hoặc là các cái chương trình giảm giá, các cái thông tin, rồi sắp xếp theo thứ tự nếu như chúng ta có nhiều tầng, nhiều phòng, không gian rộng. Thí dụ như là các bạn để ý, nhưng ở Việt Nam, ở Hà Nội chúng ta thấy là có Aeon Mall, đúng không ạ, siêu thị rất là rộng, hoặc là nếu mà cửa hàng thời trang thì có Zara ở Bà Triệu khá là rộng, Uniqlo ở Bà Triệu cũng khá là rộng đấy, hoặc là cửa hàng HM ở chỗ Vincom Nguyễn Chí Thanh cũng khá là rộng, và một số những cái cửa hàng khác nữa. Thì tùy vào cái quy mô diện tích, rồi thì số tầng, rồi thì định vị thương hiệu của các bạn, thì các bạn sẽ cần có những cái cách trưng bày nó hợp lý. Thông thường thì các cái hãng cao cấp thì họ sẽ trưng bày rất là đẹp và rất là xa xỉ. Thí dụ như là tôi cũng được vào những cái cửa hàng lớn của LV tại Paris của Pháp, hay là các cái cửa hàng lớn thương hiệu cao cấp nữa ở New York hay là ở Chicago ở Mỹ, đúng không ạ? Tôi cũng được đến những cái cửa hàng như vậy, thì tôi cũng có hình dung ra cái cách mà chúng ta trưng bày. Đấy, thì rõ ràng đó là cái việc trưng bày đấy là cửa hàng của chúng ta này, phụ thuộc vào loại hình sản phẩm dịch vụ của chúng ta bán này, phân khúc khách hàng này, và có sự đồng nhất giữa các điểm bán này, đặc biệt là cái vấn đề về nhận diện thương hiệu. Thì chúng ta phải thu hút mọi ánh nhìn bằng hình ảnh, bằng âm thanh, bằng sự chuyển động, dành cho người đi đường hoặc là dành cho khách hàng để dễ tìm. Có thể đó là một buổi biểu diễn âm nhạc, buổi biểu diễn nghệ thuật đường phố, một buổi ký tặng sách của tác giả, tức là mình muốn thu hút đến cái điểm bán của mình, một buổi gặp gỡ khách mời, hoặc là một cái buổi catwalk, đúng không, hình nộm, loa đài, nhân viên đứng ở bên ngoài cửa hàng để thu hút khách hàng đấy, chứ không phải là nhân viên cứ ngồi du rú ở trong cửa hàng, ngồi bấm điện thoại đấy. Rồi băng rôn, standy, khẩu hiệu, tờ rơi, quà tặng, nhất là bán hàng cho trẻ em thì nên có quà tặng là bóng bay, vật phẩm lưu niệm, đúng không? Đấy. Hoặc là các cái nhà hàng mà có trẻ con đến thì phải có khu vui chơi, phải có những cái làm tặng bóng bay, rồi thổi bóng bay cho trẻ con, hoặc là làm những cái magic, những cái ảo thuật, ví dụ như thế. Chúng ta cũng có chủ đề hàng tuần, hàng tháng, hàng năm theo lịch trình. Thí dụ như là dịp 8 tháng 3, đúng không ạ? Dịp Noel, dịp 1 tháng 6 thì chúng ta có thể xây dựng các cái chủ đề của chúng ta như vậy để tạo ra cái không khí vui vẻ. Còn với các cửa hàng cao cấp thì chúng ta thấy rằng là từ việc trưng bày nó theo chủ đề, theo bộ sưu tập và theo cái concept của hãng người ta đưa ra, của những cái nghệ sĩ sắp đặt, nghệ thuật sắp đặt, đúng không ạ? Rồi trang phục của nhân viên thì vô cùng lịch sự và trang trọng, cũng như là giúp cho định vị thương hiệu được tốt. Đây các bạn đang nhìn thấy một cái cửa hàng Boss, cũng không phải là một thương hiệu quá cao cấp, chỉ là ở tầm trung thôi. Thương hiệu Boss này, cái cửa hàng này đang chụp ở chỗ đường đại lộ Élysée của Paris. Cạnh đấy một chút thì có cái flagship của LV, Louis Vuitton, ngay cạnh đó. Cái con phố này thì cái con phố đại lộ này rất là lớn và có các cửa hàng bán rất 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 nhiều những cái hãng bán lẻ lớn ở đây. Thì chúng ta tập trung vào vị trí là cửa sổ chính. Chúng ta trưng bày làm sao cho nó đẹp, đúng không ạ? Ánh sáng, mùi hương rất là quan trọng đối với cái việc trưng bày của chúng ta nhá. Sắp xếp theo chủ đề, sáng tạo và có nhận diện thương hiệu. Hay đây là các bạn thấy là một cái cửa hàng Prada ở một cái khu trung tâm ở châu Âu, đúng không ạ? Tọa lạc trên những con phố du lịch vô cùng đẹp, và những cái tòa nhà lâu đài hoặc là những cái tòa nhà theo kiến trúc của châu Âu rất là đẹp, rất là sang trọng. Vâng, chúng ta thay đổi chủ đề theo bộ sưu tập, theo mùa, theo sự kiện.
theo những cái định hướng về mặt chiến lược hình ảnh, chiến lược thương hiệu của chúng ta. Hay đây là cái ảnh bên trong của một cái cửa hàng Hermes, một cái thương hiệu thời trang cũng xa xỉ khác, đúng không ạ? Và không gian, ánh sáng, màu sắc, mùi vị, sự chào đón khách hàng rất là quan trọng. Chúng ta cũng nhìn thấy đây là một cái decoration bên ngoài và bên trong của cửa hàng Gucci. Khi mà tôi vào những cái cửa hàng như thế này ở ở ở Mỹ, thì tôi cũng gọi là just looking shopping thôi, tức là đi ngó nghiêng xem thôi, chứ cũng không phải là lúc nào cũng có tiền mua sắm. Thì tôi thấy là họ phục vụ rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Nhân viên bán hàng vô cùng là cởi mở, cười rất là tươi, đúng không ạ? Ăn mặc rất lịch sự, đầu tóc gọn gàng và trang điểm rất là đẹp. Trong 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 quán trong cửa hàng thì có những cái tea break, và có những cái finger food kết hợp với uống với champagne hoặc là rượu vang. Kể cả khách hàng không mua, khi tôi bước vào đây họ có thể mời tôi một ly champagne nhỏ như thế này đó, và ăn với một cái bánh nhỏ nhỏ, có thể là một cái bánh bích quy hoặc là một cái finger food, một cái thức ăn nhỏ nhỏ để ăn, hoặc là một chút hoa quả đấy, rất là sang, tạo một cái cảm giác rất là sang dành cho cái sản phẩm phân khúc cao cấp như vậy. Thì những cái trải nghiệm đó, tôi nói với các anh chị là với vai trò mình là giám đốc marketing, mình làm cho những cái thương hiệu chung và cao cấp, thì mình cũng nên tặng cho họ một cái cơ hội như vậy. Thí dụ như cao cấp mình làm thì nó mình nghĩ nó là đương nhiên, thế nhưng mà mình trung cấp mà mình cũng làm như vậy thì khách hàng mới thấy nó rất là VIP, đúng không? Thì cái phần này thì các bạn nên tham khảo, hoặc là các giám đốc marketing có thể đề xuất là tìm kiếm một cái bạn có một cái khả năng về sắp đặt, có một cái khả năng về nghệ thuật, bày biện, rồi thì trang trí, cái bộ trang phục gì mặc ở show window, rồi thì cái concept trong trong cửa hàng, cách thức bài trí, cái kênh kênh nào lên, kênh nào xuống, sản phẩm nào ra, sản phẩm nào vào, đúng không ạ? Rồi thì những cái vật phẩm quảng cáo đặt ở đâu. Đấy. Thì vật phẩm quảng cáo và hỗ trợ bán hàng ấy, thì có rất nhiều những cái loại để hỗ trợ nhằm cung cấp thông tin cho người mua dễ dàng hơn. Đấy. Thì vật phẩm quảng cáo cũng là một phần của chiến lược marketing truyền thông. Đó. Và chúng ta cũng cần phải thiết kế nó sáng tạo, đẹp, thu hút, đúng không? Có rất nhiều định dạng, thí dụ như là booth bán hàng thế này. Booth ở đây mình có thể hiểu đấy là một cái gian hàng. Những cái ảnh này thì tôi lấy ở trên mạng, các bạn thấy đấy. Cái này là một cái thông tin tờ rơi, đúng không? Một cái thông tin tờ rơi cài cắm ở một cái chỗ quầy giao dịch ngân hàng. Đấy. Nó có nhiều loại, nó gọi tên cũng hơi khó một chút. Ví dụ như cái này gọi là hanger, tức là một cái móc. Nó có thể móc treo ở cái chỗ giá của chúng ta, một cái chỗ giá mua hàng để cho nó thêm cái điểm nhấn. Cái này thì là gọi là then cạc. Vâng. Những cái này thì có thể gọi nó là một cái standee nhỏ cũng được. Một cái tôi cũng không biết chính xác thuật ngữ chuyên môn nó gọi là cái gì. Tôi không biết chính xác, nhưng cái này thì có thì biết. Ok, cái này nó gọi là dangler đây ạ. Chúng ta cũng có thể treo treo treo. Nhiều lắm, nó có nhiều cái định dạng và cái cách để thể hiện phù hợp. Leaflet, đúng không ạ? Mình có thể hiểu đây là tờ rơi, cái tờ tóm tắt thông tin về sản phẩm. Và phổ biến nhất ở Việt Nam thì tôi thường thấy đó là cái Meka A4 hoặc là cái Meka A5, nó sẽ để thông tin về sản phẩm, về giá, về khuyến mại. Và ngày nay thì các bạn có thể kết hợp với cái việc là truy xuất nguồn gốc. Chúng ta để thông tin bằng cách là quét mã QR, thì khách hàng sẽ đi qua, khách hàng sẽ thường là họ sẽ lăm lăm trong tay cái điện thoại như thế này. Đấy, họ sẽ quét cái mã QR như vậy. Đấy, để chúng ta nắm được thông tin ngay lập tức. Đấy, tội gì, đúng không ạ? Vì họ đều có 3G và có wifi đầy đủ hết. Cái này người ta gọi nó là divider, cái phần mà chúng ta hình dung ra đây. Đấy, nó chia chia tách làm cái phần trưng bày ở siêu thị nó thêm nổi bật, đúng không ạ? Đấy, rồi thì đây là những cái poster, những cái poster để mà mình cũng có thể hiểu đấy là tờ rơi, những tờ thông tin mình in để mình
nhất là cái rạp chiếu phim ấy, lên xem phim ở CGV thì nó có rất nhiều những cái thông tin như thế này. Rồi tiếp tục là những cái dạng khác, ở đây là những cái quầy trưng bày, cái giá kệ trưng bày các hình dạng, hình cốc uống nước, rồi hình tháp, rồi hình tủ, đúng không? Hoặc là tester, tức là hàng dùng thử, hàng sample là hàng mẫu. Thông thường để bán nước hoa là rất hay có hàng tester, tức là để cho người ta ngửi cái hương vị người ta có phù hợp hay không. Hay là bán đồ ăn thì có hàng cho người ta ăn thử, uống thử. Thì tất cả nói chung là mình có thể hiểu đấy là những cái sản phẩm dùng thử. Đấy, rồi thì chỗ checkout counter, tức là quầy bán hàng, quầy thu ngân. Đấy, ở đây chúng ta cũng thấy có những cái chỗ trưng bày sản phẩm để có thể bán thêm sản phẩm rất là tốt. Các cái vị trí trang trí trong cửa hàng, mình có thể gọi tiếng Anh là người ta gọi là display island, tức là cái đảo để dùng để trang trí, đảo để trưng bày. Thế mình có thể dịch đây là quầy, hoặc là những cái bục để decor, để trang trí, để sắp xếp cho nó nổi bật, đúng không? Hình nộm, loa đài âm thanh, kiểu kiểu như thế. Tờ rơi cũng dùng rồi thì băng rôn, đúng không ạ? Và các cái chương trình rót sâu, tờ rơi cột điện. Tờ rơi cột điện là dán, dán là các cột điện này, gọi vui là tờ rơi cột điện. Và hôm trước tôi có nói một cái video, tôi có nói là các bạn nên áp dụng một cái mã QR code, dùng một cái mã QR code và sau đó các bạn đi dán vào các nhà vệ sinh. Thì tôi khẳng định với các bạn chiến dịch đấy sẽ rất bùng nổ, nếu mà bạn nào làm sớm thì sẽ vô cùng bùng nổ. Nhưng mà phải dán số lượng lớn, phải dán hàng vạn, đúng không ạ? Dán hàng vạn. Mà chi phí rất là thấp, chỉ có tốn nhân sự thôi. Showcase, show window đây. Đây là cái cửa hàng Apple Store ở thung lũng Silicon Valley, ngay bên cạnh cái văn phòng trụ sở chính của Apple, gọi là Apple Park ở Silicon Valley. Thì tôi cũng đến đây và đã tham quan mua sắm ở đây rồi. Ok, thì tất cả những cái phần này giới thiệu với các anh chị và các bạn là có nhiều dạng, có nhiều dạng, và mỗi một dạng thì chúng ta đều phải thiết kế cho nó phù hợp. Và tập trung quan trọng nhất đấy là thứ nhất là cái phần băng rôn, phần biển hiệu ở cửa hàng, phần trang trí bên trong cửa hàng, và những cái phần thông tin về chương trình khuyến mại standee cho cửa hàng. Thì tôi cũng cho các bạn xem, ví dụ như là tôi thiết kế những cái bộ của gần đây nhất là cái bộ của bên iPhone HD này, tôi làm khai trương cho họ iPhone HD. Thì thiết kế cho họ rất là nhiều thứ, từ stand đi đến cửa hàng rồi đến đấy, các bạn có thể nhìn thấy này, đây là từ biển hiệu này, xong đến là băng rôn này, xong đến stand đi này, xong rồi đến những cái trang trí bên trong cửa hàng này, rồi thì nội thất của cửa hàng này. Thì thực ra nội thất thì các cái đơn vị nội thất họ làm thôi, chả liên quan gì đến mình đâu. Nhưng có điều là khi mình phụ trách về marketing cho họ thì mình sẽ phải làm việc với các cái đơn vị như vậy, và mình sẽ đưa ra ý kiến chuyên môn của mình. Cái này màu gì, đây cái logo này là tôi vẽ, cái logo iPhone HD này là tôi vẽ chữ HD nằm trong cái khiên, bởi vì tôi muốn tạo ra sự yên tâm cho khách hàng, cái hình cái khiên. Thì tất cả những cái như vậy, các bạn nhìn thấy đấy chính là cái tôi gọi nó là cái vật phẩm quảng cáo. Tôi gọi là các vật phẩm đây, tờ rơi này, rồi trưng bày này, cửa hàng in ấn này. Cũng đây là một cái kinh nghiệm tôi làm khai trương cái cửa hàng này rất là thành công. Rồi standee này, in này, backdrop in này. Tất nhiên là các cái ý tưởng của Apple thì nó rất là sẵn, nó cũng không phải khó khăn lắm. Nhưng mà dù gì thì bạn cũng vẫn phải phải làm việc, đúng không ạ? Bạn vẫn phải suy nghĩ. Đây là những cái tờ rơi để đi phát, rồi còn chạy quảng cáo nữa, chạy quảng cáo nữa.
rất nhiều các file thiết kế đây. Đấy, các file thiết kế từ băng rôn này, danh thiếp này, phiếu bảo hành này, standee này, thiệp mời này, tờ A5 để in thông tin về sản phẩm này, túi này. Đây, ví dụ như là cái túi giấy ấy. Túi giấy in nó có hình như vậy. Cái túi giấy này cũng rất là đẹp mà, rất đẹp. Mình chỉ cần mock up lên thôi là sau đó thì cái đội người ta in ấn thì người ta sẽ biết. Đấy, thiệp này, thiệp mời khai trương này. Đấy, cũng rất là chuyên nghiệp. Tất nhiên là cái hình này mình có thể lấy ở trên mạng thôi. Đấy, cái biểu tượng nhấn nhá của quả táo. Mặt sau thì những cái này các bạn có thể sử dụng một cái bạn thiết kế đồ họa tốt, bạn ấy sẽ làm cho mình. Đấy, tờ rơi. Tờ rơi để mình in, mình đi phát là xung quanh đó 3 km để mình làm khai trương. Tí nữa đến cái video tiếp theo tôi sẽ nói. Phiếu bảo hành. Phiếu bảo hành in ra để phát cho khách hàng khi mà họ mua sản phẩm. Rất là đẹp. Thì có nội dung thì mình viết vào, sau đó thì mình in ra thôi. In chìm, kèm chữ ký, danh thiếp của cửa hàng. Đấy, tôi muốn cho các bạn xem để chứng minh cho các bạn thấy là mình có những cái kinh nghiệm làm thực tế cho khách hàng. Đấy. Đây, băng rôn này. Đấy, để in và bên dưới các bạn nhìn thấy băng rôn này. Đấy, toàn bộ chương trình khai trương này tôi cũng phải chạy quảng cáo trong vòng 3 tuần và khai trương rất là thành công. Đấy, các cái chính sách về cửa hàng đây. Đấy, nội quy quy định tất cả các chính sách phải viết ra để đưa lên web. Standee. Ok. Đấy, ta tạm thời kết thúc cái video bài học này tại đây. Và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp một cái video bài học nữa để chúng ta sẽ kết thúc cái phần trade marketing. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Và cũng vẫn như các video khác, tôi cũng nói là nếu các anh chị các bạn cần bất kỳ cái yêu cầu nào, cái tư vấn nào, cần trao đổi, tư vấn hỗ trợ thì các anh chị có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến thực sự. Các doanh nghiệp từ sản xuất đến doanh nghiệp thương mại, đến các nhà hàng, đến các spa, cửa hàng thời trang, bán chuỗi, bán lẻ. Bản thân tôi cũng tham gia rất là nhiều rồi. Hy vọng là có thể được cộng tác và trao đổi cùng với các anh chị.